Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Setup VIP. Trong video này tôi sẽ gửi đến các bạn thông điệp những chiếc xe đạp Gian đang chuẩn bị về hàng với những cái mã Gian X2 đã về đầy đủ màu. Bạn có thể đặt hàng ngay hôm nay để nhận được chương trình khuyến mãi sau đây. Hiện tại Setup VIP đang có chương trình kỷ niệm 10 năm sinh nhật Setup VIP với nhiều phần quà ưu đãi. Thứ nhất đó là giảm giá tất cả các dòng xe từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Thứ hai, được tặng kèm phụ kiện tất cả các mã. Từ những xe đạp Gian phổ thông hay bình thường đều tặng kèm phụ kiện đi theo xe. Thứ ba là cái chương trình hỗ trợ ship, những bạn nào đang ở tỉnh thì em hỗ trợ ship rất là nhiều. Ngày trước ship toàn 500-600 nghìn, bây giờ em chỉ hỗ trợ lấy thu ship từ 200 đến 300 nghìn đồng, giúp các bạn có thể nhận được chiếc xe với giá ưu đãi rẻ nhất và tốt nhất thị trường. Hiện tại những cái dòng xe Gian mới nhất đang có, hiện tại đang có mẫu đó là mẫu X2 2022. Ngày trước nó chỉ có một cái màu gọi là màu đen, hiện tại về thêm nó một màu bạc. Thì trong video này em sẽ review cho bác nó cái màu bạc để các bác thể biết hơn về mẫu Gian này. Hiện tại thì em sẽ vừa review vừa phân tích chi tiết cũng như là báo giá bán, giá khuyến mãi cho các bác về chiếc Gian X2 2022. Những bác nào có quan tâm đến dòng xe Gian hoặc mã khác hãy alo online 0936307317 hoặc trên cả website setupvip.vn. Còn bây giờ em sẽ review mẫu xe Gian đã chuẩn bị về hàng, đó là X2 2022. Đây là mẫu Gian X2 2022 với màu sắc đó là màu bạc đen cực kỳ mới. Thì thiết kế của xe vẫn sử dụng thiết kế khung nhôm, càng thép, đấy, máy ơ nhôm, bộ chuyển động Shimano Toley với 3 đĩa 7 níp, xích KMC, níp Shimano 7 tầng, cam tròn, vành là vành 700, xăm lốp là 700 nhân với nệm ảm. Con này sử dụng xăm lốp 700 nhân với 35C. Ngoài ra thì yên gia da mềm, cọc yên nhôm, bộ tăng ghi đông nhôm. Rồi em sẽ đi chi tiết để các bác có thể biết được về dòng xe Gian X2. Màu này màu cực kỳ mới vừa về các bác nhé. Đầu tiên là phần tay đề này. Thì tay đề của xe được sử dụng thiết kế nó là tay đề Shimano với tay nắm da mềm có đệm lót bảo vệ lòng bàn tay này. Ghi đông bố tăng nhôm. Đấy. Và hệ thống dây đã đi được rất là mới này, hệ thống dây đi âm sườn ngay gần cái phần càng. Nó không nằm ở dưới nữa. Đấy, mỗi khi nó nằm ở phần dưới này thì cực kỳ xấu và lộ. Đấy. Máy ơ nhôm này, phanh đĩa này. Đấy, cái màu này cực kỳ đẹp các bác nhá, màu bạc này nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả màu đen nhiều. Nó nhìn nó màu sáng, nó không nổi quá, nó không tối quá. Đây, bộ chuyển động trước Shimano Toley, đùi đĩa nhôm, xích KMC này, củ đề sau Shimano Toley, níp Shimano 7 tầng. Đấy, máy ơ nhôm, cam tròn. Nói chung chiếc xe này em review rất là nhiều. Hôm nay em thông báo cho các bác để các bác biết được cái màu sắc mới về, đó là màu bạc đen. Gửi đến tất cả các bác nào đang yêu thích mẫu xe Gian. Thì tại chiếc xe Gian X2 với những mã dưới 10 triệu em sẽ giảm giá 5%, từ 10 triệu đến 20 triệu đồng giảm giá 6%, trên 20 triệu đồng giảm giá 7%. Ví dụ như chiếc Gian X2 2022 này đang có giá 10.3 triệu thì các bác được giảm 6%, rơi tầm 600.000. Quá hời đúng không ạ? Giảm giá 600.000, tặng kèm phụ kiện giá nước, bình nước, nục năng và dầu cho xích. Đấy, ngoài ra thì hỗ trợ ship cho các bác đang từ 400-500 nghìn em hỗ trợ xuống chỉ còn 200-300. Đây là 3 phần quà duy nhất để hết ngày 6 tháng 9, nên bác nào đang quan tâm mẫu xe này nhanh tay đặt hàng qua số 0936307317. Vừa rồi em đã review và đưa ra chương trình khuyến mãi dòng xe đạp Gian kỷ niệm 10 năm của Setup VIP đến hết ngày 6 tháng 9 2021. Nếu bạn nào quan tâm mẫu xe hãy alo trực tiếp online 0936307317 để đặt hàng. Đây là chương trình duy nhất 10 năm và chỉ đến hết ngày 6 tháng 9 thôi nhé. Nếu bạn nào đang quan tâm mẫu xe hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách kết bạn với Zalo số 0936307317. Cảm ơn các bác dành ra xem video. Xin chào các bác.